lỗi. Nhà con thuộc đạo Kitô giáo, con đang trong quá trình tìm hiểu đạo Phật và con có ý định muốn làm Phật tử. Con xin hỏi sư, vì con thay đổi tôn giáo như vậy có được phép hay không, hay phạm tội nặng? Người nhà con có bảo việc nhà có thờ chú như vậy mà lại đọc kinh sách tìm hiểu Phật Pháp sẽ làm ăn không được, hơn nữa khi chết hồn sẽ xé làm đôi. Con ngu muội không biết rõ thực hư như thế nào, mong sư giải đáp giúp con. Thì thưa với quý vị đó, thực tế mà nói là theo tôn giáo nào á, nó cũng không có quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta theo chánh kiến. Theo tà kiến thì mình mới phạm tội, chứ còn theo Phật giáo hay là theo một tôn giáo nào chưa hẳn. Cái quan trọng là mình xem coi cái tôn giáo đó có tà kiến hay không, ngay cả trong Phật giáo. Chứ mình đừng nghĩ là theo Phật giáo là mặc nhiên là chánh kiến. Tại vì đạo Phật đã trải qua gần 2.600 năm rồi, có những biến thiên, có những thay đổi. Rồi thì có vị tu giỏi, có vị tu chưa giỏi. Rồi có những cái pháp môn mà người ta tự chế ra. Rồi nó đủ thứ trên trời dưới đất hết. Cho nên là dù cho quý vị có nói là quý vị theo đạo Phật đi chăng nữa, mà mình không tìm được đúng nơi đó, mà mình tu theo những cái vị nào là bùa chú, nào là cầu lễ bái sám thế này thế kia, rồi thì mình cũng chẳng hơn gì. Thì như vậy suốt đời thì mình cũng chỉ lanh quanh lẫn quẩn như đó thôi, mình không tin đó được. Cho nên cái quan trọng, nếu như mà mình muốn biết thì mình phải ráng tìm hiểu về giáo lý. Bây giờ giáo lý nào là an toàn thì các cái bộ Kinh Tạng, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi. Bây giờ đó quý vị tham gia những lớp Kinh Tạng, ở trong trang của sư thì đã có đăng một vài lớp Kinh Tạng rồi. Quý vị vào nghe học thì qua đó quý vị sẽ có chánh kiến. Khi mà mình có chánh kiến rồi đó thì mình có theo một cái phương pháp tu tập nào mình cũng yên tâm, yên lòng, và mình cũng không có phải lo những cái câu hỏi như thế này ha. Còn cái chuyện là nói là mình một nhà mà hai tôn giáo làm ăn không vô á, thì như thế này nè, khi mà mình không có đức hạnh á, mình không có tàm úy, mình không có giới, và mình sống bất nhân bất nghĩa, thì khi đó mình mới lo cái chuyện là làm ăn không vô. Còn mình sống bằng một tấm lòng rộng mở, sống bằng tình thương đối với chúng sanh, sống bằng một cuộc đời giới hạnh á, thì mình không có lo cái chuyện đó. Còn cái chuyện là mình sợ là chết linh hồn sẽ ra làm hai, thì sư có lời an ủi như thế này: đừng có lo. Tại vốn dĩ theo Phật giáo thì không có cái gọi là linh hồn đâu, mà chúng ta do nhiều cái nhân duyên rồi chúng ta hợp lại với nhau. Sau khi chết thì cũng theo nhân duyên đó mà chúng ta đi đời sau kiếp khác. Chỉ khi nào đó mà chúng ta làm những điều ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì chính những điều ác đó sẽ là nhân duyên đưa chúng ta đi đến những cảnh khổ. Còn nếu như chúng ta biết bố thí, biết giữ giới, biết sống bằng từ tâm, biết quan tâm giúp đỡ người khác, thì những nhân duyên đó sẽ đưa chúng ta đến những cõi lành. Chứ còn không có cái chuyện là mình một nhà hai tôn giáo là mình sẽ bị một cái thế lực nào đó trừng phạt, thì đừng có lo ha. Hãy tin tưởng vào giới hạnh của mình. Thì đó là lời khuyên của sư. Thì không biết là sư Tuệ Tường có ý kiến gì về vấn đề này? Dạ thưa Đại Đức và thưa quý vị, Đại Đức Thanh Tuệ đã nói rõ cho quý vị hiểu vấn đề và sư cũng đồng tình với cái quan điểm của Đại Đức. Thì ở đây sư cũng có thêm một cái giải pháp mà nó rộng hơn, nó cởi mở, nó rộng hơn để cho cái vị mà đặt câu hỏi này. Thì khi mà nói về vấn đề mà gọi là từ tôn giáo này chuyển sang tôn giáo khác hay là cải đạo, quý vị, thì làm sư nhớ đến một cái bài phát biểu của thiền sư Goenka. Cái bài phát biểu này là vào mùa hè năm 2000, thiền sư Goenka phát biểu ở hội nghị thượng đỉnh thiên niên về hòa bình thế giới ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Thì bài diễn văn của ông Goenka trong phiên họp về chuyển hóa xung đột chú trọng vào chủ trương hòa hợp tôn giáo, khoan dung và chung sống hòa bình. Có một cái câu mà sư nghe rất là tâm đắc. Và trước khi sư đọc câu này, sư xin nhấn mạnh cho quý vị nghe rõ này nè. Ông thiền sư Goenka này gốc là người Ấn Độ và đạo gốc cổng là đạo Hindu, tức là Ấn Độ giáo, quý vị. Tại vì sư phải nói rõ về cái ổng là như thế nào, nguồn gốc thế nào để cho quý vị hiểu. Tại vì nếu mà sư nói đây là cái bài phát biểu của một cái người mà thuần tiếng Phật giáo thì cái giá trị nó cũng có nhưng mà nó không có nhiều. Thì cái câu mà sư rất là tâm đắc khi mà sư đọc qua cái bài diễn văn của ông tại trụ sở Liên Hợp Quốc thì có nói như vậy: thay vì hoán chuyển con người từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác, ông Goenka nói chúng ta nên chuyển hóa con người từ đau khổ sang hạnh phúc, từ ràng buộc sang giải thoát và từ tàn ác sang bác ái. Ông ấy nói thêm là như là nước Ấn Độ cổ xưa cống hiến hai phương cách cho thế giới, một là sự tập luyện yoga và hai là kiểm soát hơi thở để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Thứ hai là sự tập luyện Vipassana để giữ cho tinh thần được lành mạnh. Con người thuộc mỗi tôn giáo có thể và đang tập luyện cả hai đường lối này cùng một lúc. Họ có thể theo tôn giáo của mình một cách bình yên và hòa hợp, không nhất thiết phải cải đạo. Nguyên nhân thông thường đưa đến căng thẳng và xung đột. Thì ông chốt hai câu cuối cùng là như vậy: tôn giáo không chỉ để chúng ta, tôn giáo giảng dạy tâm an lạc và thánh thiện. Quý vị mong là quý vị ở trên đây và quý vị đặt câu hỏi này nè, cũng qua mà lời thiền sư, cái lời mà sư trích từ cái bài thuyết trình của ông thiền sư Goenka thì cũng là một cái hướng mở cho cái vị này, tại vì này là ở một tôn giáo khác, đúng không? Thì từ cái hướng mở đó, cái vị này sẽ khéo léo về cách cư xử đối với cái quyến thuộc của mình để sao cho mình cái vấn đề mình tu tập trong đời sống hàng ngày đạt được sự an lạc và tốt cho bản thân vị này và tốt cho quyến thuộc của vị này. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Dạ vâng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp